Rồi, xin chào mọi người nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh Máu Tô Huy Trung. Hôm nay thì bên em vừa về một mẫu xe mới. Đấy, 5 chỗ nha anh em. Mercedes C180 nha. Rất là đẳng cấp luôn. Xe biển 92 Quảng Nam, chính chủ nha anh em. Công chứng hồ sơ trong vòng một lúc ngày thôi. Đấy, xe thì bên tạm thời thì bên em vẫn còn là biển số 92 nha, chưa rút hồ sơ nha. Anh em nào cần rút hồ sơ thì bên em sẽ hỗ trợ bao rút hồ sơ cho anh em. Đấy. Bao rút hồ sơ cho anh em nha. Xe rất là đẹp. Xe thì được chủ nhân người ta lên bộ mâm AMG rồi, AMG đấy, bộ mâm AMG của Mercedes rất là xịn luôn nha. Đấy, bộ mâm này không là cũng khoảng 30-40 triệu rồi. Đấy, rất là xịn nha. Xe này đáng giá nhất là cái bộ mâm này thôi. Còn nước sơn thì sơn xịn theo xe nha anh em, sơn Viner xịn theo xe, màu đen nâu nha anh em, rất là đẹp luôn. Xe thì rất là đẳng cấp, về anh em chỉ có việc đi thôi. Xe thì Mercedes thì người ta chơi những cái viền chrome, nhưng mà chrome khối nha anh em, chrome khối chứ không phải là chrome sáng như những xe khác. Những xe khác người ta sẽ chơi chrome sáng, nhìn nó sẽ sáng xe. Còn những xe Mercedes thì người ta chơi chrome khối, nhìn nó sẽ đẳng cấp hơn anh em ha, nhìn nó sẽ đẳng cấp hơn rất là nhiều. Mercedes C180 nha anh em, số tự động máy 1.8 phun xăng điện tử nha. Xe thì đời 2003 nha anh em, 2003 anh em ha. Đấy. Đời 2003 anh em ha. C180. Xe rất là đẹp nha. Chủ nhân người ta rất là chăm chút cho chiếc xe. Xe thì biển 92 Quảng Nam, chính chủ nha anh em. Bao rút hồ sơ ký rút trong vòng một lúc nhạc thôi. Xe rất là ok, anh em về có việc đi thôi. Đấy, gầm bệ đây anh em, gầm bệ là còn hầu như là mới tinh hết. Rất là ít đi nha. Gầm bệ hầu như còn mới tinh nè, phuộc nè. Thay rất là đẹp mới, phuộc còn rất là mới nha. Xe này đặc biệt được cái đi rất là êm nha anh em. Rất là êm luôn, bởi vì dòng Mercedes này người ta sản xuất rất là kỹ càng. Toàn bộ khung gầm ở dưới là người ta đã lót nhựa hết rồi, người ta đã ốp nhựa khung gầm ở dưới nên là nó cách âm rất rất là tốt. Và phía trong đây, phía trong những cái khoang cua lốp này em thấy không? Đây những cái cua lốp này. Đây những trong đây là người ta làm bằng nỉ hết nè anh em thấy không? Nên là đi cái cách âm, cái độ cách âm của nó rất là tốt. Nhiều xe thông thường người ta chỉ xài bằng nỉ thôi, nhưng mà xe này xài bằng nhựa thôi, nhưng mà xe này người ta xài bằng nỉ nè. Khi mà có âm tiếng rồi nó vội vào hoặc là đá nó văng vào, nó sẽ êm hơn nhựa rất là nhiều nha anh em. Nên là người ta thiết kế vậy là đi nó rất là êm. Đấy, xe này ở trong bộ club của Mercedes nè. Toàn bộ khung gầm ở dưới đây á, không có hề một mọt. Người ta đã ốp nhựa toàn bộ hết rồi anh em thấy không? Đấy, nhựa toàn bộ hết nha. Có một cái miếng ốp rất là to để mình cách âm nha. Đấy, nhựa nè. Đấy, để cách âm xe rất là tốt. Nên vì vậy nên là đi xe nó rất là êm anh em à. Vì vậy nên là chiếc này đi nó rất là êm hơn những xe khác rất rất là nhiều anh em à. Đấy, dòng mạc người ta sản xuất rất là đặc biệt nha. Khám đến tháng 2 2020 nè. Còn sơn xi bên ngoài thì em nói chung anh em về là anh em không phải làm gì thêm ấy. Bởi vì đây là nước sơn xịn theo xe. Chủ xe người ta đã bỏ ra rất là nhiều tiền để người ta sơn một cái nước sơn như thế này. Nên là anh em về là không phải làm gì thêm. Khi mà có ánh nắng vào nhìn xe nó chiếu rất là đẹp. Bởi vì đây là sơn xịn anh em. Đèn trước thì chủ nhân người ta cũng đã làm lại rồi, người ta cũng đã làm chóa đen rồi. Đấy, độ đèn bi sinh nông vào rồi, nó cũng rất là sáng nha anh em. Đấy, có cả phun mưa đằng trước, phun gạt mưa đèn anh em, có cả rửa đèn nữa. Phom dán thì cực kỳ đà đẹp luôn. 4 thắng đĩa theo xe nha anh em, phanh ABS. Xe thì được trang bị 4 túi khí nha anh em, 4 túi khí, lốp còn rất là mới, lốp còn tương đối ổn nè. 70-80% nè. Toàn bộ trong đây nè, anh em thấy không? Đồ này còn mới hết nè. Nhựa nhí rồi đây. Đấy anh em thấy không? Còn mới hết nha. Xe thì nói chung rất là ok. Đấy, nội thất đây. Và đây là chìa khóa zin theo xe. Đấy, chìa khóa zin theo xe. Nhìn cái chìa khóa thôi là anh em cũng thấy cái sự đẳng cấp của xe rồi. Mà giá em bán con này thì có 195 triệu thôi. Bao hồ sơ toàn quốc cho anh em luôn. 195 triệu thôi nha anh em. 195 triệu thôi. Một cái giá quá là rẻ cho anh em về đi Tết. Mà nó đẳng cấp như thế này mà giá nó cũng chỉ 195 triệu thôi. Còn về vấn đề lỗi lầm máy móc hoặc là những cái vấn đề đâm đụng thì bên em sẽ bao cho anh em. Xe thì bên em bao cho anh em đâm đụng ngập nước, không có một lỗi nhỏ. Máy móc là về anh em chỉ việc đi thôi. Đấy. Có cái cruise control nha anh em, túi khí nè. Hai bên, túi khí hai bên và túi khí hai bên cánh cửa nè. Đấy, túi khí hai bên cánh cửa nè. Nội thất là toàn bộ là da xịn, da của Mercedes, da xịn hết. Gỗ cũng là gỗ của Mercedes luôn.
anh em nhìn vân viết rồi còn rất là đẹp luôn. Anh em đi mạc là cái sự đẳng cấp của nó không phải là, tuy nó đời cũ tí thôi nhưng mà cái đẳng cấp của nó vẫn là còn rất là giữ rất là nguyên bản nha, giữ rất là kỹ. Hệ thống nút bên đây anh em thấy hệ thống nút không, gặp điện chỉnh điện rồi rửa đèn rồi đèn auto rồi đổ B này là cái thắng chân nha anh em, cái thắng chân này mình đạp vào thắng chân này đấy. Xin em xin nổ máy cho anh em xem, xe chạy 21 vạn rồi đấy, ABS chống trượt đầy đủ hết nha anh em. Đấy, máy móc đây, có cái cruise control, màn hình Android dẫn đường nha anh em, màn hình Android rồi, người ta đã lên luôn màn hình Android rồi. Đấy, một chiếc xe nó quá là đẹp như thế này mà giá em bán có 195 triệu thôi, trần thì đã được bọc 5D rồi nha anh em, 5D rồi. Cái này khi mở cửa là sẽ sáng đèn nè. Đấy, mở cửa là sẽ sáng đèn nha anh em. Đấy, đèn hai bên đầy đủ hết, hoạt động tốt hết nha anh em, che nắng rồi đầy đủ hết nè. Đấy, hộp để đồ đây anh em thấy không, đấy, hộp để đồ đầy đủ hết nha anh em, túi khí hai bên rồi có cả túi khí ở phía dưới nữa, có cả túi khí hai bên tắp lô. Cũ số này người ta cũng đã thay lại rồi, cũ số hồi xưa nó rất là xấu, cũ số người ta thay lại nhìn rất là thể thao và đẳng cấp anh em ha. Có cả số thể thao nữa nha anh em, số thể thao cộng trừ bên đây, cộng trừ qua lại nè. Xe thì nó cộng trừ nó đẩy lên đẩy xuống nhưng mà xe đẩy qua đẩy lại nha anh em, đây nè. Đấy. Đấy, 1 2 3 4 nè anh em thấy không? Đấy, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đấy. Xe thì máy 1.8 nhưng mà chạy rất là mạnh nha anh em. Âm thanh con mạc này rất là hay luôn, cực kỳ hay. Đấy, bệ tì tay là bệ tì tay, có bệ tì tay nhưng mà hộp để đồ hai ngăn, vừa là hộp để đồ mà vừa là bệ tì tay hai ngăn nha anh em, hai ngăn mình có thể chỉnh lên nè, chỉnh ngước lên nè, chỉnh hạ xuống nè, đấy hạ xuống nè, cao lên nè, để mình cao lên đấy, để mình để cho nó chắc chắn hơn. Và ghế là ghế chỉnh điện nha anh em, ghế chỉnh điện 4 chế độ, còn tới luôn là mình phải chỉnh tay, có cả tích hợp trên vô lăng, rất là nhiều chức năng hiện đại. Còn máy móc thì bên em bảo đảm cho anh em là đi rất là ok, không có vấn đề lỗi lầm gì hết. Con này máy 1.8 số tự động thì nó chạy chỉ khoảng 8 đến 9 lít trên 100 cây thôi, rất là ok anh em ha. Em test gương cho anh em xem luôn, gương đây, gương là gương một chạm nha anh em, một chạm xuống một chạm lên đấy anh em thấy không nè, móc lên là nó lên anh em thấy không, cái tay em vẫn để đây nha, đấy bằng chứng cho anh em luôn, gương là một chạm, tất cả các gương là một chạm xuống một chạm lên. Em khẳng định với anh em rằng là Mercedes người ta thiết kế rất là hay, gương toàn bộ là gương một chạm xuống một chạm lên nha anh em, không có mà nhấn giữ nha, một chạm xuống một chạm lên vẫn còn xài. Anh em nào chưa tin tưởng thì cứ vào xem xe thì sẽ biết thôi. Đấy, một chạm xuống nè, đấy một chạm lên nè, đấy anh em thấy không, một chạm xuống một chạm lên hết. Anh em chỉ cần móc mạnh cái nút là nó sẽ lên, và móc mạnh là nó sẽ xuống, một chạm xuống một chạm lên nha. Đấy, rất là hiện đại theo xe luôn. Cốp là cốp bằng mã điện nè. Đấy, cốp điện nè, khóa gương đầy đủ hết. Đấy. Khóa thông minh, khi mà anh em đi tốc độ 20 km/h xe tự động sẽ lóc cửa nha. Đấy, tắc bi anh em thấy rồi, còn rất là nguyên bản nha, xe được cực kỳ zin luôn. Đấy. Giá em bán có 195 thôi, bao hồ sơ toàn quốc nha anh em. Nội thất lần sau đây, nội thất lần sau thì cũng rất là đẹp luôn. Xe thì về anh em cứ việc đi thôi, sau đây thì người ta có một cái bệ tì tay. Đấy, bệ tì tay và trong đây mình đẩy ra là nó có hai cái hộc để ly anh em ha, rất là hiện đại. Và xe có cả cửa gió điều hòa đằng sau nên là người ngồi sau thì không thể nào mà nóng được. Đấy, chỉ có lạnh thôi. Đấy, tắp bi rồi người ta thiết kế đây, da người ta cũng bọc lại rất là cứng cáp nè anh em thấy không, da rất là xịn theo xe nha. Nên là anh em về có việc đi thôi. Đấy, tắp bi, tắp lô này rất là đẹp nha. Xe thì rất ok rồi. Xe 180 nha anh em. Đấy, cốp sau đây. Đấy, zin từng con ốc theo xe luôn nè anh em thấy không? Zin từng con ốc theo xe luôn. Đấy. Xe nói chung là zin nguyên bản, hầu như là zin hết nha, không có vấn đề mà lỗi lầm, không có hiện tượng đâm đụng hay là ngập nước nha anh em. Xe vẫn còn rất là nguyên bản theo xe luôn. Đấy.
Đấy, lốp nè, con đội đầy đủ nè anh em thấy không? Khi mà anh em dỡ lên là anh em móc vào đây. Đấy, dưới đây là gầm bệ nè, tem zin theo xe nè. Nói chung là xe còn nguyên bản rất là nhiều, xe chạy mới có 21 vạn thôi. 21 vạn chuẩn nha. Mercedes này thì không có thằng nào mà có đẳng cấp để tu lại cái vòng tu của nó hết á. Đấy, nên là nó 21 vạn zin nha anh em. Cốt kít rồi anh em thấy không? Khi mà anh em mở là tự động sẽ bật lên nha. Đấy. Nó có hai cái lò xo trong đây, nó rất là mạnh. Đấy. Đồ đạc nguyên bản theo xe nè, anh em thấy không? Có cam lùi, camera hành trình, cam lùi đầy đủ nha anh em. Đấy, bản là bản full nè. Đấy, bản full nè. Xe rất là đẹp, anh em về có việc đi thôi. Zin nguyên bản rất là nhiều luôn. Nắp xăng anh em mở là anh em sẽ mở ở đây nha. Khi mà anh em bấm lóc cửa là tự động trong đây nó sẽ lóc cửa lại. Nên là anh em yên tâm về cái vấn đề mà bị trộm xăng. Còn cái tem zin theo xe trong đây là vẫn còn nguyên nè. Mercedes thì anh em nào đi cũng đã biết, đẳng cấp lắm. Đấy, anh em nhìn cái nước sơn của nó nè. Đấy, em zoom lại cho anh em xem. Đấy, sơn nó rất là óng ánh, rất là đẹp nha. Đấy, anh em thấy không? Nội thất đây rất là đẹp luôn nha. Tắp bi, tắp lô anh em nhìn nè, nó còn cứng cáp cực kỳ luôn, nó không có mỏng manh như những khái đâu. Nó rất là cứng cáp nha anh em. Độ đầm, độ chắc của nó đi thì em khỏi phải nói luôn. Qua G, qua sóc, qua giảm sóc rất là êm, cực kỳ là êm luôn. Đấy. Xe rất là ok, lề cửa của nó nè. Đấy. Tắp bi, tắp lô anh em nhìn đây. Ngay cả cái tem nè. Xe là 4 túi khí nha anh em, 2 túi khí hai bên tắp lô đằng trước và 2 túi khí bên tài phụ lái. Anh em nhìn nè. Nói chung mà em nói thì xe này thì đẳng cấp rồi. Anh em là mua về cái này đi rất là đẳng cấp. Đấy, đồ đạc người ta xài nó chắc chắn lắm, không phải là nó xài nó không phải nó mỏng manh những dòng xe Nhật hoặc là xe Hàn đâu. Người ta làm cái gì nó cũng phải chắc hết. Người ta làm cái gì nó cũng phải thẩm mỹ, nó đẹp. Cái gì nó cũng phải sướng, cái gì nó cũng phải là ok cho người đi nhất. Tem zin anh em nhìn nè, bao nhiêu năm mà nó vẫn còn nguyên hết nè. Này, anh em thấy không? Người ta sẽ làm đến nó cứng cáp như vậy đó. Nó không dễ gì hư đâu, khó, rất là khó hư được con mạc này nha. Chứ không phải là nó dễ hư thôi, nó rất là khó hư. Đi anh em cứ đi thôi. Đấy. Xe này, máy móc nè, đây, anh em thấy không? Cái này là cái chìa khóa theo xe luôn. Màn hình Android, có cả cam lùi nữa. Đấy, đầy đủ hết nha anh em. Ghế chính điện đây. Ghế chính điện anh em thấy không? Ghế chính điện nè, lên xuống nè. Đấy, chính điện nè. Bên này nó mất cái núm rồi, người ta xài nó mất cái núm mất tiêu rồi. Đấy. Ghế chính điện nha, hai bên đều chỉnh được hết nha anh em. Vô tư hết. Mở máy đi anh ơi. Đấy, cửa này anh em thấy đóng rất là êm ru luôn. Biết bao nhiêu năm rồi mà người ta làm rất là êm, đồ đạc nó vẫn còn rất là chắc chắn. Có cả xi nhan gương nha anh em. Máy móc đây. Đấy, máy móc nha anh em. Máy thì còn rất là ok. Tem zin theo xe vẫn còn nguyên nè. Chưa có hiện tượng đâm đụng hay là ngậm nước nha anh em. Đây là cái bộ phanh ABS của xe nè. Xe nào mà nó có cái, những cái ống dầu mà nó như thế này, một cái cục cụm như thế này là xe đã có ABS nha anh em. Đấy. Phuộc đồ đầy đủ hết nè. Xe thì nói chung là chưa có hiện tượng đâm đụng hay là ngập nước gì hết. Nắp capo mở thẳng đứng nha. Đấy. Anh em thấy không? Bao nhiêu năm rồi mà xe nó vẫn còn rất là đẹp, rất là giữ gìn. Đấy, người ta chạy 21 vạn rồi nhưng mà cái xe nó vẫn còn rất là đẹp nha. Bởi vì người ta thiết kế nó quá là chắc chắn đi. Người xài người Đức người ta thiết kế chiếc xe nó quá là ok đi. Nên là không có điểm gì phải chê hết nha. Một chiếc xe mà đẳng cấp như thế này mà em bán có 195 triệu bao hồ sơ cho anh em thu luôn. Nên là chiếc xe nó quá là hợp lý nha. Đấy. Máy 1.8 thì máy nó cũng rất là mạnh nha, nó không có yếu đâu. Anh em mà dậm ga gấp bứt tốc thì nó lên rất là nhanh nha anh em. Em nghĩ con này thì theo em lên đường cao tốc em test thì từ 0 đến 100km thì nó lên khoảng tầm 5 đến 6 giây. Thì nó cũng rất là nhanh đấy, nó không phải là chậm đâu. 5 đến 6 giây. Máy 1.8 nhưng mã lực rất là mạnh nha anh em. Ghế chính điện nè, anh em thấy đầy đủ hết nè. À, ghế chính điện là phải cắm này vào mới được. Cắm gì khóa vào mới chính điện được nha anh em. Đấy, chính điện đây. Cái da xịn theo xe anh em thấy không? Còn rất là đẹp nha. Đấy, tem zin theo xe là vẫn còn nguyên, anh em thấy không? Đấy, rất là đẹp luôn. Xe mà ngay cả những cái này người ta cũng ốp nhựa hết nè, toàn bộ hết nè. Anh em thấy là người ta làm rất là kỹ càng.
nên là đi xe độ đầm độ êm nó cực kỳ. Anh em nào mà ở xa thì cứ vào xem xe, chạy em test cho cái độ êm của nó rất là êm luôn. 195 triệu bao hồ sơ nha anh em. Anh em nào cần thì nhớ điện thoại 0905 356 663 xem xe tại Huyền Lộc, tỉnh Quảng Nam, 0935 146 262 nha anh em. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.